Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. U23 Việt Nam khóc thét vì trọng tài bắt trận chung kết với Uzbekistan. Trọng tài bắt chính trận chung kết U23 châu Á 2018 vốn là hung thần của bóng đá Việt Nam. Trọng tài Manin, người Trung Quốc, đã được AFC chỉ định bắt chính trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan. Đây là tin không mấy vui với người hâm mộ bởi ông vua áo đen này thường mang lại kết quả xấu hoặc gây ức chế với các cầu thủ Việt Nam. Ở trận bán kết lượt AFF Cup 2014, Manin và các cộng sự đã điều khiển trận đấu có phần thiên vị cho chủ nhà Malaysia, dù đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Moura vẫn giành thắng lợi 2-1. Bàn thua của đội tuyển Việt Nam ở trận này đến từ quyết định cho Malaysia hưởng quả phạt đền của ông Manin, vì cho rằng Huy Hùng đã chạm tay trong vòng cấm. Pha quay chậm sau đó cho thấy Huy Hùng đã khép tay vào sườn và dù bóng chạm tay cũng không hề do anh cố ý. Nhiều tình huống cầu thủ Malaysia đánh nguội đã quá rắn khiến các cầu thủ Việt Nam rời sân trên cán, nhưng bị trọng tài người Trung Quốc này nhiều lần nương tay cho Malaysia. Tại AFF Cup 2012, ông Manin cũng xử lý nhiều tình huống khiến cầu thủ Việt Nam bức xúc khi bắt trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Philippines tại vòng bảng. Cuối trận, Việt Nam thua 0-1 và kết quả này góp phần khiến đội tuyển bị loại từ vòng bảng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất. Hey girl, hey my body girl, make our bodies high.